Là hôm trước là chúng ta học về cái kỹ thuật đĩa quy, thì đĩa quy nó chỉ là một cái kỹ thuật lập trình thuần túy thôi, chứ nó không nằm trong cái gọi là cái tư duy thiết kế thuật toán. Nhưng mà cái đĩa quy nó rất quan trọng, làm cho người lập trình ai cũng phải biết. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang cái phần mới mà là cái chương đầu tiên, cái chương đầu tiên về cái gọi là cái tư duy thiết kế thuật toán. Hôm nay là cái buổi rất quan trọng đấy nhá. Trong cái tư duy thiết kế thuật toán, ta học Chia cái chia chi để em vừa là chia chia gì ấy thấy. chi để trị nhá, Vâng. chi để trị, nhìn rõ chưa này, chi để trị nhá. Thì cái này nè, tiếng Anh nó gọi là divide and conquer, là chia này và trị này. Đấy. Thì đây là một kỹ thuật rất là quan trọng, có thể nói là quan trọng nhất luôn đấy, quan trọng nhất trên thường thường thông thường là được được dạy đầu tiên trong tất cả các lý thuyết liên quan đến thuật toán nhé. Thì nó sẽ học và chúng ta sẽ thấy ngay rằng khi dùng cái tư duy thiết kế này, chúng ta sẽ thiết kế được dự toán tốt hơn là cách làm mà chúng ta làm ở xưa nay, là cách làm nó gọi là làm trâu bò. Chúng ta đã học cái hôm trước chỉ nói về cái cách chúng ta tư duy bình thường thôi, thì nó có cái nó gọi là cái tư duy thuật toán trâu bò nhé. Trâu bò tiếng Anh gọi là brute force, để các bạn mà tra cứu các sách. Thì trâu bò là cái gì? Là cái tư duy bình thường. Chúng ta cứ tìm kiếm tất cả mọi thứ, tất cả mọi thứ để tìm ra được cái lời giải cho bài toán. Hay thì cái đó tư duy bình thường, mà cái tư duy trâu bò thì rất là dễ hiểu, ai cũng thể làm được, bất cứ người nào học lập trình xong là có ngay cái tư duy trâu bò này. Thì hôm nay chúng ta sẽ học sang cái tư duy mới hơn, là cái tư duy là chia để trị. Và chúng ta sẽ thấy là cái chi để chi để nó hơn gì so với các gọi là cái trâu bò nhé. Thì thật ra chúng ta đã học rồi đấy, mà tôi nhiều chúng ta bắt đầu nhé. Thì cái tư duy chia chi là cái gì? Tức là chúng ta có một cái bài toán và chúng ta chia nhỏ nó ra, để cái từ chia chia nhỏ ra thành những cái bài toán giống hệt như vậy, kích thước nhỏ hơn, và chúng ta cứ chia ra, và khi các bài toán nhân đủ nhỏ chúng ta giải quyết rất là dễ. Sau đó chúng ta sẽ gộp lại và trị nó, thì nó gọi là chi để trị. Thì bây giờ tôi mô tả cái gọi là cái lý thuyết chung của chi để trị. Thật ra nó cũng chúng ta vào cái đầu tiên nhé, là 1 4 là cái ý tưởng của thiết kế chi để trị. Nhắc lại là đây là cái gọi là cái lý thuyết đi, nhưng mà cái lý thuyết là theo tôi là quan trọng nhất ấy, quan trọng nhất và thường là được dạy đầu tiên trong tất cả các cái chương trình liên quan đến thuật toán, vì nó rất là hiệu quả và nó cũng khá đơn giản, ai có thể hiểu được. Rồi thì ý nghĩa là như này nhé, là chúng ta có một cái bài toán nào đó chúng ta cần phải giải đấy, với kiểu toán P chẳng hạn nhé. Thì để cả P chúng ta giải quyết khó quá thì chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra. Chúng ta chia cái này làm hai hay là nhỏ hơn, làm các bài toán con nhé. Đấy, chia nhỏ ra như thế này, chia nó ra thì cái kiểu cái này nó P1 nó gọi là P2 nhé. Chúng ta chia cái bài toán P là bài toán nó có n đầu vào, ta chia làm đôi ra thì bên này nó sẽ là n chia 2 và đây sẽ là n chia 2. Chúng ta chia 2 ra, được chưa? Vẫn là bài toán P đó, nhưng ta chia cái thức chia đôi ra và cho nó dễ hơn, cho nó dễ làm hơn. Đấy, tư tưởng là như vậy, ta chia nhỏ bài toán lớn ra thành bài toán con có cùng bài toán nhưng nhỏ hơn về kích thước đó. Sau chúng ta sẽ giải cái bài toán con này. Chúng ta sẽ giải P1 các bạn có thể ghi chép lại, chúng ta nhớ cái giải P2
cũng đơn giản thôi, giải. Vì sao giải được? Vì nó nhỏ hơn. Chứ để này thì nó to quá, mà vậy là chia hai thì nó nhỏ hơn. Đây mô tả cái này chỉ là cái tư tưởng thôi, còn thực tế nó phải chia nữa khi nào mà nó nhỏ nhỏ tí lại, còn lại là bậc thang kiến thức là 1, 2, 3 thôi thì nó dễ làm hơn. Đây tôi mô tả cho nó dễ nhé. Nhưng mà chúng ta sẽ chia nhỏ nó ra như này. Khi giải được rồi thì chúng ta sẽ nối lại và ta sẽ giải được cái P đó. Thì đây chính là cái hình vẽ này là cái tư tưởng cái tư tưởng của thuật toán là chi để trị. Thì cái phần này là chia này nhé. Cái phần này này phần chỗ này này nó gọi là trị, hay nó là kết nối để trị, kết nối để trị. Thì cái phần này là theo anh nó là đi là divide nhé, là kết nối, theo anh gọi là combine đấy nhé. Và cái chỗ này là chia, chỗ này là trị. Thế là chỗ này cũng là chị, mà cái chị này là chị là divide để mà chị ở chỗ này nó gọi là công cơ đấy, là chị đúng không, mà chỗ này là combine lại để mà kết nối lại. À, như vậy tổng quan như sau nhé, tổng quan về gọi là lý thuyết đi của cái gọi là chị để chị là như thế nào. Chị để chị nhé, chia này để chị là cái gì, thì cái bất cứ mà toán nào mà chúng ta dùng chia chị cũng có 3 bước. Bước 1 là chúng ta chia, divide, và đây là chia bài toán thành lớn, thành 2 bài toán con với kích thước nhỏ hơn bằng n chia 2. Nôm na phần lớn là n chia 2. Thực tế nó có thể chia 3 hoặc chia 4 thì là trường hợp mà là hiển nhiên là cái suy luận như vậy, nhưng mà nói chung nó là chia 2 nhé. Cho chia nhỏ và bài toán lớn thành 2 bài toán con. Sau đó bước thứ hai là chúng ta giải bài toán con. Thì đây chính là công cơ. Công cơ là giải bài toán con. Giải bài toán con. Được chưa? Khi xong hết bài toán con rồi thì chúng ta sẽ gộp lại, kết nối lại. Thì nó gọi cái này bước 3 nó gọi là combine. Combine là kết nối. Kết nối lại. Để giải kết nối lại. Để thành lời giải bài toán lớn ban đầu. Được chưa? Thì đây chính là cái mô tả gọi là lý thuyết. Biết cái này thì nó khó hiểu lắm. Các bạn chỉ biết như vậy thôi. Các bạn chỉ cần nhớ cái từ là chia để trị. Chia, trị, kết nối. Còn để mà hiểu được thì chúng ta thông qua ví dụ là chúng ta hiểu thôi. Thông qua các cụ thể ta làm ta sẽ hiểu ngay. Đây thì chúng ta nhớ lại một chút, ta sẽ thấy ngay nhé. Bây giờ chúng ta cứ sang cái phần 1 nhanh như vậy thôi. Chúng ta ra phần 4, 2 là một số ví dụ đơn giản. Cái giản trước nhé của cái chi để trị để chúng ta thấy ngay là có thể áp dụng ngay được cái lý thuyết chi để trị để giải cho bài toán đơn giản trước. Rồi thì bây giờ tôi cùng các bạn làm nhé. Thì cái bài toán đầu tiên mà các bạn đã biết rồi đấy là bài toán tìm kiếm nhị phân. Hôm trước là học cái này rồi, nhưng mà tôi biết nhắc lại, tìm kiếm nhị phân chính là bài toán đã chia đôi cái dãy ra mà nhị phân. Chúng ta nhớ lại để giải cái bài này và chúng ta sẽ thấy ngay nhé. Chúng ta nhớ lại này, cái bài toán này là như sau này, là cho trước cái dãy A1, A2 mà nó nhỏ hơn bằng A2, cho trước cái dãy mà đã sắp xếp rồi đúng không, cho trước dãy đã sắp xếp rồi là đây là input nhé, và cho trước số C nhé. Bây giờ cái đầu bài là cần tìm tìm
là tìm cái chỉ số A, chỉ số K, chỉ số K sao cho AK bằng C. Còn nếu không thấy, nếu không tìm thấy thì trả về trừ 1. Đây là bài toán hôm trước nhé. Và chúng ta tìm cái nhị phân, và chúng ta đã biết lời giải rồi. Và bây giờ tôi sẽ mô tả các bạn cái lời giải đó. Hôm trước chúng ta nhớ là cái bài này, là cái bài này là từ anh em nó là binary search, từ anh là binary search. Đấy. Tìm kiếm nhỉ? Em thầy là có phần 4.2 không ạ? Đây là 4.1. Vẫn là 4.1 thầy. Vẫn nằm trong là bài câu A, 4.2 này, 4.2 rồi chứ. 4.1 là ý tưởng, 4.2 là một số ví dụ đơn giản. Đây này, thấy không nào? Nhé. Thì đây là A, là ví dụ đầu tiên, là tìm kiếm nhị phân. Nhắc lại bài hôm trước thì chúng ta hình, hôm trước chúng ta học cái bài này rồi, và nhắc lại để chúng ta nhìn rõ đây chính là bài dùng chi để trị. Nhưng mà hôm trước tôi không nói, vì trước tôi không muốn Trung Quốc chúng ta hình dự. Hôm trước học cái bài này để thấy rằng là nó tương phản thế nào với cái tìm kiếm tuần tự. Nó chậm. Đây tìm kiếm nhanh. Tìm kiếm binary, tìm kiếm nhị phân. Và nó nhanh. Và hôm trước chúng ta đã chứng minh rằng cái tìm kiếm nhị phân này có cái thời gian chạy là ô lớn của logan. Nó rất thấp, nó là logarit. Tìm kiếm tuần tự thì nó là độ phức tạp của nó là n. Tính tính. Còn thời này thì nó là... Được chưa? Đó, thì đây là cái tôi nhắc lại này, các bạn xem lại, nhớ lại nhé. Hôm trước là như thế này. Đây, hôm trước là như thế này. Thì em đây là cái gì, tìm chữ số K à? Cái gì cơ? Cái xe gì ấy, thấy. Cái gì cơ? Cái xe gì để tìm chữ số K à? Đâu chỗ nào? Cái phần chữ C ấy. Xe nhá, cho chữ C. Tìm chỉ số ở đây, tìm chỉ số K sao cho là AK bằng C. Mình viết ngoáy quá à các bạn. AK bằng C tức là cho chiếc C, tìm trong dãy A, là tìm trong dãy A cái số mà cái chỉ số mà AK nó bằng C, tìm cái số đó. Tức là tìm kiếm, nhưng mà tìm kiếm một cái số trong một cái dãy số cho trước nhé. Thì nếu tìm thấy thì trả lại là AK bằng, tìm thấy thì AK bằng trở lại là K, còn không thấy thì trả về là trừ 1. Như vậy là nếu mà chúng ta mà viết ra một cái hàm đấy thì ta thấy là nó sẽ như vậy. Thì chúng ta đang xét lên cái hàm mà tên là binary search đây, đúng không? Bây giờ cái này là cái học rồi, mà cái này học từ bài hôm trước đấy, nằm trong cái bài về thuật toán tìm kiếm đấy, cái bài đầu tiên, bài số 2 gì đó không nhớ lắm, chương 3 là chúng ta học, chương 3 là chương về để quy, còn chương 2 là chương thuật toán châu bò, chính là phần này là phần đầu tiên nhé. Bây giờ tôi nhắc lại, thầy nhắc lại các bạn cái lời giải thuật toán của bài này rất đơn giản. Chúng ta chia đôi ra và so sánh cái số ở giữa đó với cái số C. Nếu mà C bằng cái số ở giữa thì là ta dừng lại và thông báo ngay kết quả. Còn nếu mà cái số ở giữa mà nhỏ hơn C thì chúng ta tìm kiếm sang bên phải, một nửa bên phải. Còn số ở giữa mà lớn C thì chúng ta tìm kiếm sang bên trái của cái nửa cái dãy của A. Và cứ như vậy chúng ta tìm kiếm liên tục. Được chưa? Đây thì làm như sau nhé. Thì đây là tôi mô tả nhanh cái thuật toán này là chưa học rồi nhé. Thì chúng ta đặt một cái biến nhớ là đặt tên là left, là cái biến số, là cái chỉ số đầu tiên. Đặt cái biến mình nhớ là right, là đặt n, chính là cái gì độ dài của dãy A. Đấy. Sau đó chúng ta đặt một cái tham số nữa là tên là mid, là số ở giữa đấy. Mid nó sẽ bằng là left cộng với right chia 2, và chúng ta lấy phần nguyên phía dưới. Đây là hàm floor trong những cái
Còn đối với trong trong ở trong Pascal thì nó chỉ là hàm deep. Còn ở trong Python thì nó chỉ là phép chia. Trong Python nó chỉ là phép chia này này. Đấy nhé. Rồi, thì đặt như vậy và chúng ta đặt nó bằng cái và chúng ta đặt một cái cho vòng lặp rất đơn giản. Y left nhỏ hơn bằng y thì là như sau. Trong khi mà left nhỏ hơn right, khi left lớn hơn thì dừng lại. Thì làm như sau là if này. If nếu mà A mà meet mà bằng C thì chúng ta return meet. Đó. Ngược lại else. Else chúng ta sẽ kiểm tra này. Nếu mà if đây if đúng không? If meet mà nhỏ hơn c thì chúng ta tìm sang bên phải thì chúng ta đặt left bằng meet cộng một. Còn else nếu a meet mà lớn hơn bằng c thì chúng ta đặt là right bằng meet trừ một. Và đây chính là cái thuật toán đây. Các bạn ngang này thấy thấy nhé, chỉ là cái vòng lặp đây, đúng không nào? Nhưng mà sau mỗi vòng lặp này, mỗi bước vòng lặp này là cái vùng tìm kiếm nó chia đôi ra. Left right là cái vùng ta chúng ta đang tìm kiếm. Thì bắt đầu nó là một n, đến bước sau thì nó là một nửa thôi, n là n chia hai, bước sau nữa là n chia bốn. Và chúng ta giữa chúng nó chúng ta không giữa chúng ta tính rồi cái toán này là có cái độ phức tạp. Tính rồi là cái độ phức tạp của nó là tn bằng là ô lớn của log n. Chúng ta chứng minh rồi, các bạn nhớ lại nhé. Chúng ta chứng minh được rồi là bằng cái đó. Vì sao cũng có thể thấy ngay này, vì sao đây là thấy ngay nhé. Khi mà left bằng right thì nó là ở đây chúng ta có thể vì sao về từ nói từ đây vì sao là như vậy, cũng chứng minh rồi là như thế này. Cũng chúng ta chứng minh được công thức để truy hồi là như sau nhé. Tức là gọi tn là cái thời gian để tính cái để tính cái thời gian chạy của cái chương trình này. Thì ta có gì, ta có công thức là gì, là t1 thì bằng 1, còn tn bằng sẽ bằng là gì, bằng bao nhiêu nhỉ, chúng ta nhớ lại công trước. Tn là 6 lần nó sẽ chia đôi ra, đúng không nào? Chúng ta nhớ lại một chút nhé. Và tìm kiếm cái hôm trước một tí, xem lại hôm trước nhé. Hôm nay chúng ta có thể làm lại, nhưng mà thôi là tôi muốn xem lại cái hôm trước để chúng ta hình dung thôi nhé. Đây, hôm trước chúng ta tính toán là mỗi lần như vậy thì nó sẽ tính được như sau này. Khi quay lại thì nó là đây nó sẽ bằng là t n chia 2 cộng 3. Thì 3 vì sao được số 3? Thì chúng ta có một phép so sánh, phép dấu bằng này, phép so sánh, hai phép so sánh và một phép gán, đúng không? Một phép so sánh, một phép gán, hai phép sánh và một phép gán. Thì như vậy nó sẽ làm là như này. Và từ đây chúng ta sẽ suy ra được từ công thức này này, chúng ta sẽ suy ra được là tn bằng ô của log n. Chưa? Em ơi thầy, em gọi kìa. Em thấy cái middle ấy thì nó sẽ bằng nó sẽ bằng là làm tròn lên hay làm tròn xuống của trung bình cộng của left với right à? Làm tròn xuống. Ừ, tròn xuống nhé. Thực ra là tròn lên cũng được, nhưng mà thông thường người ta trong trường hợp chia đôi ra người ta hay làm tròn xuống nhé. Vì ở trong các cái lập trình ấy, thường nó có cái hàm mà làm tròn xuống, không có hàm làm tròn lên, có rất ít.
là hàm hàm ceiling là cái hàm làm tròn lên ít ít khi có, mà cái hàm floor là hay là có nhiều hơn, rồi là cái phép chia bình thường là có, nghĩa là với Pascal là cái lệnh dip là có đúng không? Lệnh đối với C thì có cái lệnh, có lệnh là chia đấy, với Python cũng vậy, cho nên là nó thuận tiện hơn, thường người ta làm tròn xuống rồi. Thế bây giờ không, bây giờ quan trọng bây giờ chúng ta, bây giờ chúng ta sẽ phân tích cái bài này một lần nữa bằng cái công cụ của chia để trị cho nó dễ nhìn hơn, được chưa? Thì như sau này các bạn chú ý nhé. Đây thì cái này là như sau. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế lại cái tròn vừa rồi bằng một cái hàm khác, một thủ tục khác, mà thủ tục là thủ tục để quy. Vì sao? Vì khi mà chúng ta gọi đấy ở trong cái mô hình lý tưởng của đây này, chúng ta chia làm hai này. Thì cái bài này là vậy, chính là chính nó, mà chúng ta nó chỉ chia về kích thước bằng một nửa thôi, cho chúng ta gọi chính nó luôn, chúng ta là gọi chính nó luôn, và sẽ ngay trong bài này, trong cái hàm này sẽ gộp lại luôn đó. Thì như vậy chúng ta, đây là cái mô hình rất tốt cho cái mô hình để quy. Và các bạn nhớ là đa số các cái bài mà được thiết kế bằng thuật toán chia đều trị phần lớn là đều dùng để quy để ta giải quyết, thì nó ngắn gọn hơn, nhanh hơn. Còn tất nhiên là người ta chứng minh rồi là trong trong mọi trường hợp thì bất cứ một cái chương trình nào mà để quy đều có thể có chương trình tương đương là còn là không để quy. Mà đây tôi bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết cái bài này này nhé, là bằng để quy, được chưa? Thì chúng ta làm như sau, chúng ta sẽ một cái hàm đó là binary search để quy nhé, ký hiệu là function, ký hiệu nó là binary, với kiện là binary search nhé, nhưng mà nó để quy đấy. Thì với lần này chúng ta có như sau này, chúng ta có cái em a này, ta có tham số, những tham số là left này, tham số là right này, và tham số là c đấy. Bây giờ thì tôi tạo ra một cái khai báo hàm như vậy nhé. Thì hàm này sẽ là cái hàm mà sẽ làm để quy, nhưng mà nó là hàm tìm kiếm nhị phân, nhưng mà là nó là để quy. Thì hàm này sẽ trả lại chính là cái giá trị k, trả lại cái chỉ số mà tìm được. Như vậy thì trả lại k mà lớn hoặc bằng không, lớn là lớn không ấy, thì nó thì là tìm thấy, còn trả lại k bằng trừ một thì là không tìm thấy, được chưa? Rồi thì bây giờ chúng ta cùng nhau làm nhé, cùng nhau mô tả cái bài này dựa trên bài trên, làm được ngay thôi nhé. Đây mình sẽ làm luôn nhé. Bây giờ như này, bây giờ chúng ta sẽ if này, đầu tiên chúng ta kiểm tra trường hợp mà nhỏ nhất là nếu mà left mà bằng right thì nó chụp lại là một, được chưa? Thì khi đó thì ta thấy là nó giải, thì cho chỉ kiểm tra cái a left thôi, a left chỉ cái không, tôi dùng luôn cái này nhé, dùng luôn ký hiệu. Ở trên này là trên này các bạn dùng cái a này được, ở đây dùng a lớn thì tôi dùng a nhỏ, được chưa? Được. If nha, if a left này, if a left mà bằng c, cái này bằng c thì chúng ta return luôn, return left, được chưa? Đấy. Còn else return trừ một, được chưa? Đấy. Rồi nhân viên tiếp tục này, bây giờ ngược lại else ở đây nhé, ngược lại nếu mà left nhỏ hơn bằng nhỏ hơn hẳn right, chúng ta làm như sau, chúng ta đặt là mid bằng left cộng new line chia hai, lấy dấu được chưa? Rồi sau đó chúng ta sẽ if a mid bằng c
thì chúng ta return, return mid. Return mid. Còn ngược lại else nhé. Ngược lại này là a mid không bằng c thì nó học bằng nhỏ hơn hoặc học lớn hơn. Thì nếu mà a mid if a mid là cái địa chỉ mid đó mà nhỏ hơn c thì chúng ta gọi tiếp, chúng ta gọi để quy return cái hàm binary, binary search a gọi tiếp vào vùng gì, ở cái vùng là mid, mid cộng một right c đấy, là thu hẹp cái vùng ấy lại nhé. Nếu L thì nếu nghĩa là nếu amid nó lớn hơn C thì return là binary search là A L và M trừ 1 đúng không? C à, đúng không thấy? L thì là return, đúng rồi. Return là binary search của A left và đây là mid trừ 1, trừ một và c. Được chưa? Thì đây chính là cái nó nhỏ lại cho bạn nhìn thấy nhỉ? Đây đây chính là cái đây chính là cái hàm mới được viết theo dạng là để quy của chúng ta để tìm kiếm nghĩa phân. Và đây chúng ta thấy ở đây và đây là cái hàm để quy nhé. Thì cái này gọi là cái gì? Lệ gọi chính là cái gì? Lệ gọi chính nhé, cho trước A và C. Là cho trước, tức là đầu vào cho trước cái dãy A và cái hằng số C. Hằng số C thì lệ gọi của chúng ta là gì, là binary search A. Chỉ số đầu tiên là một, chỉ số thứ hai là n là cuối cùng và cùng là c. Đây chính là cái lời gọi hàm đây, với điều kiện là dãy a là bắt đầu từ từ một. Còn đối với ví dụ với Python thì gọi lời gọi của nó là từ không, đúng không? Đây. À đây các bạn thấy ngay là đây là nó rất là dễ hiểu, nhiều đây ta thấy ngay này, đây ta thấy ngay nhé. Hàm này. Hàm ở đây nhé, giả sử đây là một và n nhé, thì nó gọi này. Nó gọi này, nếu mà bằng nhau thì nếu n là 1 nhé. Nếu n là 1 thì là cái chỗ này này. Đây ở chỗ này thấy ngay ở chỗ này nhé. Ở chỗ này là tôi thấy ngay là gọi tn là cái thời gian, thì ở chỗ này sẽ là t1 bằng 1 luôn. Còn ở đây chỗ này này. Thì các bạn thấy như là tn này bằng này. Đây nó chia đôi này. Thế có làm chia đôi ra đây chính là chỗ này chính là tn là bằng tn chia 2 cộng với cái gì, cộng với là một lần một phép tính này, hai phép tính và ba phép tính, như vậy chúng ta chỉ là ba lần vẫn ra nó xuống này. Và như vậy cái bài này dùng để quy nó vẫn ra là cái câu thức này, và ta suy ra ta có suy ra là tn nó vẫn là gì, tn nó vẫn là ô của log n này, được chưa? Và các bạn thấy ở đây là cái đây chính là cái thuật toán để quy chi để trị đầu tiên mà của chúng ta, được chưa? Cái bài này là nó dễ cho nên là tôi không lập trình nhé. Bài khó hơn tôi sẽ lập trình. Lát nữa chúng ta sẽ có phần lập trình. Còn bây giờ cái bài này bài dễ thì chúng ta bỏ qua nhé. Các bạn về nhà, bài tập về nhà, các bạn về nhà, các bạn triển khai cái chương trình này cả dạng là để quy và không để quy, nhưng khuyến khích chúng ta phải làm trên để quy nhé. Đó. Đây là ví dụ đầu tiên, là ví dụ mà của là ví dụ thứ nhất, để tôi sang ví dụ thứ hai. Để minh họa cho cái đây là cái bài toán dễ nhé. Lát nữa chúng ta sẽ sang cái bài toán khó hơn. Đây, bài toán dễ là bài toán thứ hai là cái bài toán là gì, là mà tính a mũ n. Ở đây a là một cái hằng số, a là một cái giá trị bất kỳ, là một cái số thực nhập từ bàn phím, và n là một số tự nhiên lớn không tự nhiên, được chưa?
cho nó bằng không, cho nó bằng không đi nhé. N là, n là số tự nhiên. Vậy thì bài tập này là cái bài tập mà chúng ta đã làm rồi bằng phương pháp bình thường châu bò rồi, để làm luôn và đặt tên là lũy thừa đi. Lũy thừa, lũy thừa a n thì là cái hàm lũy thừa nhé, đặt tên cái hàm là lũy thừa a n. Thì các bạn thấy là chúng ta đã từng làm rồi, cái bài này làm rồi thì hình sinh sẽ nhớ không nhỉ, bài làm rồi và với như sau nhé. Bây giờ tôi đặt p, tôi làm trước nhé, p bằng một for y bằng một to n p bằng p nhân với a và cuối cùng đây là return p. Đây chính là thuật toán châu bò, toán đơn giản thì tính a của n mà khéo nè. Và thuật toán này chúng ta đã biết rồi là nó có độ phức tạp là on, nên tính thì nó cũng có một vòng for thôi mà, đúng một vòng for thôi, cho nên là nó đây này, ví dụ đây là 1, 2, 3, nó có 3 lệnh thì lệnh đầu, lệnh số 2 lệnh là cái vòng là for từ 1 đến n. Như vậy nó chính là ta còn nói là log n, được chưa? Đấy. Bây giờ chúng ta sẽ làm bài toán này với cái thuật toán là với cái tư duy là chia để trị. Được chưa? Thì các bạn sẽ thấy là mình chúng ta sẽ giải bài toán trên. Giải bài toán tính lũy thừa a mũ n bằng chia để trị. Và chúng ta thấy được nó sẽ nhanh hơn rất là nhiều so với khi chúng ta giải bằng cái tính bình thường. Cứ cho các bạn hiểu không? Là cái lũy thừa là chúng ta hiểu rồi đúng không nào? Vì nó có ba lệnh thôi mà, rất đơn giản. Rồi, bây giờ chúng ta cùng nhau tư duy một chút nhé. Thì làm thế nào để mà cho nó nhanh hơn? Đấy, chúng ta tư duy. Bây giờ chúng ta nhận xét này, chúng ta có một nhận xét như sau, chúng ta sẽ để chúng ta phân tích được. Nhé. Đầu tiên cho tôi nói là giả sử n bằng 2k, 2k thì là a n sẽ bằng là a 2k. Đúng không nào? Và nó sẽ bằng là gì? Nó sẽ bằng là a k tất cả bình phương. Đúng không nào? Đấy. Và cái này các bạn lưu ý một chút, cái này nó chính là bằng là a mũ k, a mũ k chính là n chia 2 và tất cả bình phương. Đấy. Mấy n bằng 2k là như thế. Bây giờ sử là n bằng n có thể là chẵn hoặc lẻ, là gì? N bằng 2 cộng 1 nhé. Chúng ta thử này, an bằng này a 2k cộng 1, đúng không? Bằng này, chúng ta viết tách ra là a này nhân với a 2k, đúng không nào? Hay là bằng a 2k chứ là cái trên này, vậy nó bằng là a nhân với a n chia 2 tất cả bình phương. Thấy không nào? Các bạn nhìn thấy chỗ này không? Cái điểm kia thấy ngay thôi ạ. A 2k chính là cái trên này này. Mà đây là vì n nó lẻ, nên mà chúng ta chia đây là chia đây là lấy phần nguyên của a n chia 2. Ở trên này nó chính là nó. Đấy, nhưng mà cái xuyên thì suy ra là trong mọi trường hợp chúng ta có là gì? Là như vậy là với n bằng 0 thì đơn giản, n bằng 0 n bằng 0 thì là a 0 bằng 1 thì đơn giản rồi, với n bằng 1 thì a 1 bằng a rồi. Nhưng mà tổng quát thì có phải là a n sẽ được tính thông qua a n chia 2. Thì cái tính này là biến tức là cái này thông qua a là chữ hai. Như vậy chữ đây chính là chia để trị. Bài toán lớn đây để chia thành việc tính, nhưng mà bài toán nhỏ hơn thì chính là chia để trị. Thấy không? Đó thì chính là ở đây chính là chia để trị đấy. Và cái quả như thế ngay bây giờ là cái chia để trị nó giúp chúng ta thiết lập thuật toán là nhanh hơn so với tuần tự ở trên này là tuần tự này.
còn chữ này là chia để trị. Mình chúng ta làm thử nhé. Bây giờ chúng ta làm cái bài là một cái hàm, đặt tên là power. Power a phải em này. Thì power được là cái hàm. Và thực tế là không phải theo thuật toán châu bò nữa mà theo thuật toán ở đây, ở bên trên này. Đây. Chỉ là gợi ý là chỉ là cái dòng này này. Thấy chưa? Và bây giờ chúng ta làm thử nhé. Rất đơn giản thôi. Đây. Đây, bây giờ chúng ta làm này. Bây giờ if n bằng 0 thì chúng ta return một. Bây giờ là else, bây giờ ngược lại, nếu mà n không phải là 0 thì sao? Đây, chúng ta làm như sau nhé. Đầu tiên chúng ta gọi đề quy trước. Đây, chúng ta viết là giả sử đặt b bằng power a, ở chỗ này là n chia 2, gọi đề quy được đó, n chia 2 nhé. Này, gọi đề quy này, sau chúng ta sẽ thôi, chúng ta sẽ làm tiếp tục là if n mà mốt 2 bằng 0, n chết chỗ 2, n chết chỗ 2 thì chúng ta sẽ là return, return là b nhân b. Này, mình n chẵn nhé. Thì đây là, chính là cái này này, đây này. Đây chính là b này, b nhân b. B nhân b bình phương. Còn trừ cái n lẻ thì sẽ trả lại cái này. Đây, trừ b n lẻ trả lại như ra đây. If này, else, chỗ này else. Else là khi n lẻ thì nó trả lại là return là a nhân với b nhân với b. Thành công nào? Đây chính là cái hàm. Đây chính là cái hàm. Mình thực tế lại theo tư duy là gì? Theo cái tư duy chia để trị. Đây chúng ta chia ra, chia nhỏ ra đây. Mà chúng ta sẽ giải quyết. Trước đây chúng ta chia nhỏ ra và khi n nó bằng 0 thì nó bị phần 1. Thế nhưng mà trường hợp này là ta chia nhỏ ra và không cần cái chỗ mà là kết hợp lại, cứ chia ra là ra ngay. Em thưa thầy, em hỏi vậy ạ? Ôi. Và em thưa thầy, nếu mà bỏ cái phần if chiều xuống thì có được không ạ? Nếu mà chỉ để dừng đến b bằng bao a n chia 2 thôi ạ, thì có được không ạ? Không, bỏ cái này đi ạ. Sao bỏ được? Vâng, bỏ cái phần if ở dưới ạ. Đây ạ. Vâng. Sao bỏ được thì nó trả về cái gì? Nó mày có phải con nó hỏi return cái gì chứ? Đây này, cái b return cái bao a n chia 2. Không, chả thấy được. A n a chia 2 thì phải bình phương lên thì nó mới ra là cái a mũ n chứ. Đây này. Với à, thì nó là cái a mũ n thì bằng là đây là b này, gọi là b bình phương. Đúng là cái này là b này. A n a mũ n chia 2 là chính là b này. Thì với n là b bình phương, với n lẻ thì nó là a nhân b bình phương. Vâng, vâng ạ, rồi ạ. Đúng, không phải thế mới đúng. Đấy. Thấy con nào nhá. Vâng ạ. Đơn giản thôi, nó là nó chúng ta gọi được quy này. À, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau kiểm tra xem là chúng ta phân tích thử xem nhé, rằng toán này nó là như nào nhé, xem nó có hơn gì cái toán kia nhé. Phân tích một chút này. Đấy, thì chúng ta gọi tên n là cái thời gian, chạy của chương trình trên đúng không? Chương trình trên nhé. Thì ta có ngay này như này nhé. Ta đây như này. Nếu nêu bằng 0 thì nó có một lệnh thôi, thì nó chính là 1. Chúng ta có này với t0 thì nó là 1. Được chưa? Bây giờ chúng ta tính tiếp này, tn này bằng này. Nó chỉ là hai trường hợp. Với n là chẵn, với nếu mà n chẵn nhé, thì như sau, với n chẵn thì nó gồm có này. Thì nó gọi là đây là đây chính là tên là, cái hàm này này chính là tn chia 2 đúng không nào? Đấy. Thì như vậy với n chẵn và đây là ở đây là một phép nhân thôi, một phép nhân thôi. Cho nên là với n chẵn thì như sau. Với n chẵn nó chính là bằng t n chia 2 cộng với một phép nhân. Đấy. Đây là với n chẵn. Với n chẵn. Yeah. Còn với n lẻ
Bên đơn lẻ thì tôi cũng chia hai ra, và đây là một hai phép nhân, cho nó sẽ là t n chia 2 cộng với 2 nếu n chẵn, nếu n lẻ. Thì như vậy cả hai cái này cộng lại thì ta suy ra tổng quát là tn nó chính là bằng là t n chia 2 cộng với ô cùng 1. Nó cộng các là một cái hằng số, nó chỉ là 1 và 2 thôi mà. Nó chỉ là 1 hoặc là 2 thôi, cho nên nó vẫn là 0 và 1. Và các bạn thấy với cái công thức này thì chúng ta hoàn toàn cho nó làm hoàn toàn tương tự như là với tìm kiếm nhị phân, chúng ta sẽ suy ra được. Này, cái này là một tập về nhà, các bạn làm suy ra là tn nó chính là bằng ô lớn của logan. Là suy ra công thức này, công thức này là suy ra từ 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 trên này nhé, suy ra cái này. Và chúng ta đi kết luận là gì, là cái bài toán là tính lũy thừa của một số bất kỳ, tính lũy thừa nguyên của một số bất kỳ, là chúng ta có thể giải nó bằng cái gì, bằng chỉ bằng cái thuật toán là log n, nhỏ hẳn so với tuyến tính, nhỏ hẳn so với phương pháp là châu bò. Pháp châu bò của chúng ta là tuyến tính, đây là, nhìn lại đây châu bò nhé, đây châu bò, đây châu bò là tuyến tính và rất rất đơn giản. Còn dưới này chúng ta làm bằng bằng chia để trị thì khó hơn một chút cũng dễ, mà đây mà dễ chúng ta suy ra được là độ phức tạp của nó chính là ô log n, hay độ phức tạp của nó là logarit bậc logarit. Các bạn bây giờ là trong dãy các cái tiệm cận thì logarit là nhỏ hơn hẳn so với n, nên đây là cái bậc rất quan trọng nhé. Và đây là ví dụ nữa, thấy để thấy rằng là cái việc tìm việc giải bài toán đơn giản thôi chúng ta có thể dùng cái chia để trị, cho nên làm giảm giảm hẳn cái bậc của cái thời gian giải của bài toán, được chưa? Các bạn có hiểu không nhỉ? Cái này các bạn về nhà làm bài tập nhé, tôi không cái này các bạn về Vâng nhà ạ. mà đặt nhé. Vâng ạ. Giờ tôi sang cái phần thứ ba. Phần thứ ba là một trong phần quan trọng nhất của cái một trong những cái ví dụ quan trọng nhất của phần đề quy, là của phần chia để trị, là chúng ta sẽ thực chúng ta sẽ thực hiện một cái bài toán là khó nhiều lần, và chúng ta sẽ chú ý nhé. Thì toán này tôi sẽ chúng ta đặt tên là chúng ta sẽ tìm lời giải bài toán là thuật toán sắp xếp mới nhé. Thuật toán sắp xếp, và tôi sẽ gọi nó là gì, là sắp xếp trộn trộn, như vậy là mới đây. Ở trong cái phần ở trong cái chương 2 chúng ta đã học ba thuật toán sắp xếp. Chúng ta nhớ lại cái bài toán sắp xếp nhé, bài toán rất nổi tiếng và bài toán rất là rất hay có ở trên bài toán sắp xếp nhé. Chúng ta đã học ba cái thuật toán, một là gì, một là sắp xếp chèn, chúng ta nhớ lại không nhỉ, sắp xếp chèn. Hai là thuật toán sắp xếp chọn. Ba là thuật toán sắp xếp nổi bọt. Đã học rồi, cho học từ cái bài rất lâu rồi, bài số 2, số 3 gì đó, số 4 thì nó không nhớ lắm. Và ba cái toán này là bài toán, ba toán đầu tiên ai phải biết và nó đơn giản, và cả ba cái này đều thuộc cái nhóm là thuật toán châu bò đơn giản. Và chúng ta biết rồi là cả ba thuật toán này đều có cái độ phức tạp trung bình là n bình phương. Thực ra là chúng ta hầu hết là chúng ta chỉ cần hai vòng lặp, hai vòng for lồng vào nhau và chúng ta so sánh easy. Nếu mà hai vị trí của IG mà nó không đúng chỗ, ta đổi chỗ với nhau thì được như vậy, cùng maximum là hai vòng lặp sẽ là ON bình phương, được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thiết kế một thuật toán khác so với bài kia, so với chèn chọn một điều một. Và thuật toán này là sẽ dùng cái tư tưởng của chia để trị nhé. Thì đây là bài toán khó đầu tiên đấy, và nếu có thời gian tôi sẽ làm bài tập luôn, cho ra thực hành luôn cái bài này trên máy tính, ta hình dung này là nó sẽ như thế nào nhé. Rồi thì chúng ta cùng nhau làm bài này nhé. Thì chúng ta chia các mục nhỏ, mục A là cái ý tưởng, ý tưởng của nó là gì, là nó chia như thế nào, nó trị như thế nào. Bây giờ chúng ta cùng nhau
xét thưởng ví dụ nhé, đây tôi làm một cái thưởng ví dụ đây, tôi sửa là 7 này, 2 này, và sửa là 5 này, 4 này, 3 này, 10, giả sử như vậy, còn sắp xếp lại, được chưa? Rồi, thế bây giờ làm như sau nhé, đầu tiên chúng ta cứ chia đôi ra, chia đôi ra, chia đôi, ở bên trái sẽ là 7, 2, 5, ở bên phải sẽ là 4, 3, 10. Các bạn thấy như đây chính là cái bước là ta từ P, ta chia đến P1, P2. À, nhưng mà làm chia phải chia nữa, chia cái nào không chia được thì thôi. Nhưng mà bìa 7 hay 5 là chia nữa. Chia. Vì ta lấy cái đây chính là cái chia là chia lấy nửa đầu là cái phần dư nhỏ hơn là N chia 2. Nhưng mà đây là 3 nhé, 3 chia 2. 3 lấy 3 chia 2 lấy cần đúng là 1. Nhưng mà phần đầu được là 1. Như là một số 7 thôi nhé, nhé. Rồi ở đây sẽ là chia đôi là như thế này. Và đây 7, đây nó sẽ là chia đôi ra nó sẽ là 7 và đây là 2, 5. Còn đây chia ra nó sẽ là 4 và đây là 3, 10. Được chưa? Thì khi tới đây rồi chia đôi chia này thì là thôi, không chia nữa hết rồi thì dừng lại ở đây. Còn đây còn 2, 2 lại chia nữa. 2 đây là chia là thành là gì? Là 2 và đây là 5. Được chưa? Còn chỗ này vẫn là 4, chỗ này ta chia ra là 3 và 10. Đó. Như vậy chúng ta từ góc bắt đầu chúng ta chia nhỏ ta ra thành những dãy nhỏ. Khi nào thích 1 thì thôi, đây là 7 là 1 này, 2 này, 5 này, 4 này, 3 này, 10. Được chưa? Rồi, thì cái bước này này, cái bước này là cái bước là chia. Đấy, là divide, đây là divide, là cái bước chia đấy, chia. Bạn thấy đúng theo cái sơ đồ của cái chia trị đúng không nào? Chúng ta chia nhé, chia đôi này, chia khi nào mà thành một phần tử thì thôi. Còn có hai trở lên là chia tiếp, đây, chia tiếp nhé. Rồi sau khi chia hết rồi, đến toàn một cả thì chúng ta bắt đầu gộp lại. Bắt đầu combine lại, trị combine lại là bà ta trị để trị. Rồi chúng ta vừa tới đây là hết giai đoạn 1 nhé. Hết giai đoạn 1 của mà tới đây chúng ta bắt đầu bước sang giai đoạn 2 là combine lại. Combine lại đến như sau này. Khi combine lại thì chúng ta luôn combine lại theo nghĩa là gì? Là chúng ta sẽ xếp khi combine lại khi chúng ta kết nối lại thì kết nối tới đâu chúng ta sắp xếp tới đó luôn. Đây. 2 5 kết nối lại nó sẽ là gì? Nó sẽ là 2, người gộp lại nó sẽ là 2, nó vẫn đúng là 2 5. Ở đây sẽ xuống sẽ là 7, đúng không? Đây sẽ nguyên này. Ở đây là vẫn là 4 này. Ở đây sẽ là gộp lại đây sẽ là 3 này, 10 sẽ nguyên nhá. Rồi. Bây giờ chúng ta làm tiếp tục này. Đây nối lại nhé. Đây 7 bây giờ là 2 5. Cho số nối lại là 2 5 7. Vừa nối vừa xếp luôn, để ta nói cái xếp sau nhá. 2 5 7. Bên này xếp lại là 3 4 10. Cách xếp là như sau nhé. Chúng ta chọn từ nhỏ nhất, chúng ta đưa ra đây. Xong còn lại còn 7 và 5. Cho tìm 5 ra đây, 7 ra đây. Đấy, chúng ta cứ lần lượt lấy từ hai dãy con này chúng ta lấy ra từ nhỏ nhất ra. Hai dãy là hai dãy đã sắp xếp xong rồi nhé. Đây cũng vậy nhé. Vậy là 2 5 7 là đã sắp xếp xong rồi. Mà 4 10 là sắp xếp xong rồi thì chúng ta sẽ nối tiếp cái này, chúng ta lại combine nhé, nối kết nối này nhé. 2 5 7 xếp rồi, 3 4 10 xếp rồi, chúng ta nối này. Chúng ta xóa 2 3 này. Lấy 2 ra. Xóa 2 chỗ này, mình xóa 2 đi nhé. Xóa 2 đi này. Xóa 5 và 3, 3 nhỏ hơn, giờ 3 ra đây. Ta xóa 3 đi. Xong lại còn 5 và 4. Đưa 4 ra và xóa 4. Còn 5 vào đây, đưa 5 vào và xóa 5. 7 và 10, ta đưa 7 ra, xóa 7. Còn lại là 10. Đấy. Cách làm là như vậy, là cái lúc là nối lại với nhau và kết quả cũng được đây. Đây là chính đã sắp xếp rồi nhé. Nhưng mà chúng ta nhìn thấy cái tư duy chưa? Cái ý tưởng của gọi là chi để trị chưa? Và là trộn. Sao là trộn? Vì chỗ này chính là trộn này. Đây chính là trộn này. Trộn này. Cái này là trộn của hai cái này này. Cái này là trộn của hai cái này này. Cái này trộn của hai cái này này. Chứ cái này nó chính là trộn.
tiếng Anh nó gọi là tiếng Anh nó gọi dùng cái từ là từ merge là cái chọn nhé. Cho nên là trong cái sắp xếp chọn tôi sẽ đặt tên là merge sort, sắp xếp chọn, được chưa? Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau thiết kế thuật toán này. Nhưng mà chúng ta có thuật toán bắt đầu là có bây giờ chúng ta sang cái phần B. A là cái ý tưởng thôi. Thì chúng ta sang phần B là chúng ta bắt đầu thiết kế nhé. B là thiết kế này. Thiết kế thuật toán, sắp xếp, chọn, hoàn toàn là chia để trị. Được chưa? Rồi. Thì đầu tiên cái này, đầu tiên là tôi muốn mô tả cái đấy đã. Mô tả cái phát thảo ban đầu đã nhé. Chúng ta đưa ra cái phát thảo của nó là như thế nào. Phát thảo chung nhé. Chúng ta chưa thiết kế kỹ vội, chúng ta phát thảo chung cho cái phần vừa chúng ta vừa làm. Đây, vừa chúng ta vừa làm ở đây. Sau đó chúng ta sẽ làm chi tiết sau. Bây cụ thể nhé, bây giờ tôi sẽ viết cái thuật toán có tên là merge sort. À, được chưa? Thì cái làm của tôi là như này nhé. Đây, để tôi chưa là chưa phải chính xác mà tôi cứ viết trước để chúng ta ấy nhé. Thì đầu tiên là gì, chúng ta đây chúng ta đặt cái là n bằng độ dài và length a nhé. Thì là chúng ta kiểm tra nếu mà n bằng 1 thì xong luôn, chúng ta return cái bài này là trả về chính là cái dãy mà đã sắp xếp rồi. Nhưng mà với n bằng 1 thì là xong luôn. Bây giờ là ngược lại else nhé. Else như sau này, chúng ta sẽ đặt k là phần tử ở giữa, là k chính là bằng n chia 2 này. Là chia 2. Sau đó chúng ta sẽ chia để trị. Đây chúng ta tôi làm không chính xác vội nhé. Đấy. Như sau này, chúng ta sẽ làm như sau nhé. Chúng ta sẽ chia cái dãy của chúng ta làm hai phần, một nửa đầu là kiểu là B đi, một nửa đầu là chính là A. Tính từ gì? Tính từ 1 cho đến K. Còn C là nửa sau, tính từ A, tính từ K cộng 1 cho đến N, cho đến N. B là đầu A là nửa sau, đúng không? Đấy, A nửa sau. Sau đó chúng ta sẽ đệ quy. Thì đặt B bằng là merge sort B. Để quy, đây chính là gọi là quy này. Và C chính là merge sort C. Gọi quy xong rồi, thì ta kết nối lại. Tại C là tôi kết nối lại, tôi dùng từ là tôi kết nối. Phải C mà tôi ký hiệu một cái gì đó, kết nối A, kết nối B, C lại. Tôi sửa tôi sau như này nhé. Chỗ này chúng ta chỉ là combine đấy. Chúng ta chỉ là combine lại. Và tôi return A. Return này. Đấy. Mà tôi viết một cái thuật toán này. Chưa phải là chính xác lắm. Nhưng mà mọi người có thể hình dung được. Như vậy là chỗ này nhé. Để tôi chỗ này là chỗ tôi để quy này. Tôi làm một nửa này. Nửa đầu này, nửa sau này. Xong tôi nối lại này. Để tôi sẽ phải viết từng chương trình một, viết chương trình một, viết chương trình là xong rồi cái nối này. Thì cái kia này tôi sẽ ký hiệu là ký hiệu dùng là ký hiệu là merge thôi, là trộn lại nhé. Rồi, trộn lại là cái gì? Trộn lại là gì? Là như sau, trộn lại chúng ta là như sau nhé. Cái thuật toán là cái trộn này, chúng ta sẽ làm thiết kế trước nhé. Bây giờ chúng ta sẽ thiết kế cái hàm merge. Hàm merge đầu vào là hai cái dãy cho trước là B và C. Sắp xếp rồi,
và đầu ra là trả lại một dãy là nối của hai dãy cho nó lại. Hàm merge là như vậy. Hàm merge là gì? Là cái hàm là input là B và C đã được sắp xếp và output là một cái dãy A là trộn của B và C và đã được sắp xếp lấy từ B và C. Để chỗ này là kết nối này, kết nối này chính là chỗ này chính là merge nhé, chỗ này chính là merge này. Đấy, thì chúng ta đây là chỗ này là hai cái chỗ này là để quy nhé, xong đây là merge nối lại với nhau và A này chính là cái đã được sắp xếp xong. Vậy kết quả nó là đây. Đấy. Như vậy chúng ta được thiết kế từ cái hàm merge trước nhá, và cho trước hai dãy đã được sắp xếp để nối lại với nhau. Đấy, ví dụ nhé, ví dụ là B bằng 1, 3, 7 còn C bằng 0, 5, 10, 11. Đấy, làm thế nào thì chúng ta nối như sau nhé. Để chúng ta nối là như thế này, chúng ta sẽ tạo ra một dãy A và chúng ta nối lại đây, chúng ta lấy từ chúng ta sẽ lấy hai cái này này, không này, A này sẽ bằng như sau nhé, A này bằng này lấy không trước này, không này ta xóa không đi này, lấy một này chúng ta đưa vào này, xóa này, tiếp tục so sánh nhé, lấy ba này, lấy ba đưa vào, lấy năm này, năm đưa vào, 7, 10 lấy 7 nhớ vào, hết rồi còn lại 10 và 11 lần lại với nhau, họ thì được cái hàm merge. Hàm merge là cái hàm là nối hai dãy đã sắp xếp rồi thành dãy đã sắp xếp mới nối lại với nhau, chỗ lại với nhau. Để tôi mô tả cái hàm merge nhé. Đây, để ta mô tả cái hàm merge này vì nó độc lập với cái kia. Merge nhé. B và C rất là nhanh. Để mô tả cái hàm này. Trả lại là cái dãy A là nối của B và C. Được chưa? Là các bạn cùng nhau cùng tôi cái kia nhé. Ta nhìn từ đây này. Ta làm được ngay. Đấy. Cái làm như sau nhé. Các bạn có thể ghi vào. Cùng tôi ghi vào. Hơi dài một chút. Ý tưởng của nó là gì? Chúng ta có hai dãy B và C đây, B đây và C đây, xếp tăng dần lên rồi B nhé và C, chúng ta nối lại thành dãy A, lấy từ đây vào và A này là G hộp của hai của BC, chúng ta sẽ xếp lại theo thứ tăng dần lấy từ B và C. Giả sử B sắp xếp rồi, C sắp xếp rồi thì chúng ta nối lại với nhau dùng cái là kiểu là merge nhé. Và cái làm như sau này, chúng ta đặt là M bằng len của B và N bằng len C. Đấy. À, sau đó chúng ta thiết lập A là dãy bất kỳ, A là dãy độ dài cho trước, độ dài M của N, tôi sẽ điền B và C vào A, tôi đặt cái A trước cái khung trống dài M của N. Đó. Rồi, sau chúng ta đặt số lượng từ Y đây, Y bằng 1 là chạy, Y chạy trên dãy B, G chạy trên dãy C và K chạy trên dãy A. Ba chỉ số. Nên lại như Y chạy trên B, G chạy trên C và K chạy trên A. Đó, bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau ta kiểm tra nhé. Cho lần lượt chúng ta chạy, cho Y chạy, đồng thời cho G chạy, cho K chạy nhé. Đầu tiên này, chúng ta làm đầu tiên là Y, một lần đầu tiên là Y, chúng ta đồng thời chạy theo B và C. Y này, Y, Y chạy trên B mà, vậy Y nhỏ hơn bằng M. Khi Y B lớn là M thì dừng lại. Chừng nào mà Y nhỏ bằng M, N, đồng thời G nhỏ hơn rồi bằng N, chúng ta cùng làm. Đây là một lần đầu tiên nhé. Là như sau này, if BI thì là B nhé mà nhỏ hơn CG, và chúng ta kiểm tra từng phần tử một. B, nếu BI mà nhỏ hơn CG thì đưa B vào A thì chúng ta đặt là AK bằng
bằng bi. Sau đó chúng ta tăng y lên 1, chạy y lên trên, tăng y lên 1. Y bằng y cộng 1. Chỗ này nhé, à, chỗ này nó quan trọng. Ngược lại, else nếu mà b y mà lớn hơn bằng cg, là ta cho g vào a, thì sẽ bằng ak bằng c g và tăng g lên một đơn vị. Và sau bước này chúng ta tăng k lên một đơn vị, k bằng k cộng một. Đó, chúng ta là hết vòng ngoài, tức là khi ra đây rồi thì hoặc là chạy hết b hoặc chạy hết c rồi, thì hoặc là y vượt quá m hoặc là g quá n, ta xử lý ở dưới này. Đây, chỗ dưới này if từ vòng ngoài này nhé, if này, if y lớn hơn m, đây, tức là khi đó là còn lại c thôi, thì chúng ta lại chạy tiếp ở c, chúng ta lại y g nhỏ hơn n. Đây trường hợp là b hết rồi, còn chỉ còn lại đây là y lớn m, b hết, còn lại g thì còn lại c thôi, chúng ta chuyển phần còn lại của c vào a luôn. Như vậy g nhỏ hơn ta đặt như sau, ta đặt là ak bằng cg và g bằng g cộng 1 và k bằng k cộng 1. Gamma cộng 1 nha. Đây if đây là L, ở đây này L ở đây tức là trường hợp mà là không phải y lớn m mà là g lớn hơn m. L ở đây chính là gì? L ở đây chính là g lớn hơn n, là g nó vượt quá hết c rồi, chúng ta đưa b vào thì đây nó sẽ là y y nhỏ hơn m, thì đặt là ak bằng bi và đặt ở đây. Và đây là y bằng y cộng 1 và k bằng k cộng 1. Và từ đây tôi để kết thúc tại return. Mấy cái này hơi dài một chút, các bạn đừng bật nhỏ lại cho bạn nhìn nhé, cho nhỏ lại. Đây, toàn bộ thuật toán nằm ở đây. Đây, đây. Mày đứng vào từ đây nhé, đây này. Dài hơn tận đây này. Đấy. Tòa dễ nhìn nhé. Đấy. Đang nhìn thấy được không nào? Vấn đề là hiểu bài thôi. Đấy. Còn cụ thể các bạn sẽ gọi về xem lại cái này. Được chưa? Đấy. Tức là cái này là merge của hai cái B và C lại thôi. Được chưa? Và chúng ta có thấy là nó chỉ là vòng lặp thôi. Vòng lặp đầu để lặp hết b và hết c, hết b và hết c. Vậy từ đây chúng ta có thể xem từ cái toán này cho thấy ngay là tính chất như sau. Tính chất là cái độ phức tạp của cái bài toán, của độ phức tạp của hàm trên, của hàm merge này bằng bao nhiêu, là bằng là ô của m cộng n, ô m cộng n. Nó chỉ đi một lượt của hết b, một lượt hết c, nhưng mà nó đi hết chiều dài của b và c, là chiều dài của b là m, chiều dài của c là n, nó chính là o m cộng n nhé. Cái này là rất dễ hiểu, tất cả là một vòng lặp hết. Đầu tiên là đi dọc theo b và c này, dừng lại khi mà hết b hoặc là hết c, if y lớn m tức là hết b thì đưa tiếp, chạy tiếp trên c để đưa vào, ngược lại nếu mà hết c thì ta đi dọc theo b hết thì thôi. Thì như vậy là đúng tập của nó là om của n. Rồi bây chúng ta quay lại cái hàm, chúng ta quay lại cái phần chính của chúng ta nhé. Bây chúng ta quay lại cái thuật toán chính, bài tôi viết lại lần nữa, quay lại cái thuật toán sắp xếp trộn nhé. Thứ kia tôi làm merge sort rất quan trọng. Làm việc chúng ta sẽ viết lại chính xác thuật toán này nhé, cho các bạn thấy là nó như thế nào. Đây, tôi viết lại chính xác hơn nữa nhé. Đây, merge, tôi ghi là merge sort.
đầu vào là một một dãy là A thôi, đầu ra sẽ là dãy A nhé. Tôi làm như sau này, đây kiểm tra này nhé. Bây giờ if cái được n bằng len A cho nó, if if n bằng 1 thì tôi return return A, được chưa? Return A. Else theo tôi đặt là k bằng là n chia 2 mà thôi, để quy, tôi gọi để quy nhé, gọi để quy nhé. Để quy như thế nào để tôi viết luôn, không khỏi phải đến tôi viết luôn là như này nhé. À, tôi đặt là b luôn, b bằng là merge merge sort a, lấy luôn a là chạy từ 1 đến k khoảng phần của nó đây, và c là merge sort a chạy từ k cộng 1 n, được chưa? Và cuối cùng đây tôi combine lại, tôi chỉ việc trả lời về return return merge, dùng hàm mất rồi đấy, merge bc. Vậy nó rất đơn giản, đây là cái thuật toán sắp xếp trộn này. Anh em chúng ta sẽ lập trình, có thời gian cho lập trình bài này. Hoặc gọi về nhà các bạn làm, là tôi sẽ xem một thời gian lập trình nhé. Đấy, như vậy đây là chúng ta vừa mới thiết kế xong cái thuật toán mới là sắp xếp trộn trong một dãy số. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau phân tích một chút xem là vậy phần B, bây giờ chúng ta sang phần C của phần này, quan trọng là chúng ta phân tích cái thuật toán trên nhé. Phân tích xem là độ đúng tắc của nó có hơn gì là cái ba thuật toán châu bò chúng ta biết rồi, sắp xếp chèn, chọn và hủy bỏ, nó hơn gì không nhé. Thế bây giờ chúng ta gọi tên là cái thời gian tính của thuật toán trên nhé. Đấy, được chưa? Rồi chúng ta cùng nhau làm này nhé. T bằng với n 1 thì nó là một, ấy giờ nó có nó trả luôn dãy A, nó có bốn mũi lệnh thôi là bằng một nhé. Thế bây giờ với T bằng bất kỳ, đây chúng ta thấy nhé, nó sẽ bằng này, này nhé. Nó gọi luôn lần này này, gọi cái này là bất n 2 là t n 2, gọi cái này t n 2 và nối lại bằng lệnh nữa ở đây, lệnh nối lại là lệnh này, trước ta thấy là chính là chính là tuyến tính đối với đôi là B và C chính là O N. Vậy suy ra như sau, vậy suy ra ta có là t này n này bằng này, bằng tổng quát nó sẽ bằng là hai lần t của n chia 2. Thấy không nào? Cộng với, thật ra là có một nữa nhưng mà thôi tôi đưa vào đây là n luôn. Vậy chúng ta có công thức sau đây nhé. Đây công thức này thì một. Đây chính là công thức chi hồi để tính cái thời gian chạy của thuật toán là sắp xếp chọn. Và thấy không nào? Ở trong các bài toán về đề quy về chi điều trị có rất nhiều những bài toán tính toán kiểu thức một này, thì chúng ta học cách chúng ta tính toán, được chưa nhé. Được rồi, thì bây giờ chúng ta cùng nhau giải quyết nhá. Đây thì bây giờ không có tổng quát, chúng ta có thể làm như sau này, chúng ta có thể vì ON là nó sẽ nhỏ hơn bằng, vì là ON nó sẽ nhỏ hơn bằng cái hàng số nhân với N, chúng ta có thể đặt như là đơn giản là bằng 2 lần T chia cho N chia 2 cộng với một cái hàng số C nào đó nhân với N, thì nó tiện nhé, kiểu này là dễ làm thôi. Là cái ON này nó chính là cái này. Đây, đặt là đặt bằng một hàng số C nhân với N. Mà chúng ta có công thức 2 và chúng ta sẽ dựa trên công thức 2 này chúng ta sẽ tính toán nhé. Bây giờ tôi tính toán luôn này. Bây giờ giả sử tôi tổng quát, tôi giả sử là n bằng 2 mũ k. Đó. Và tôi thử xem là mấy đâu 2 mũ k nó là như thế nào. Tính thử nhé. Đây tôi tính thử cho bạn xem này, dùng từ công thức 2 này nhé. Tn này bằng là t này là 2 mũ k này bằng này. Từ đây nhé.
nó sẽ bằng là 2 t của 2 mũ cao trừ 1. Đúng không nào? Chỗ này này. Là vì sao? Là vì là n chia 2 là 2, 2 mũ cao trừ 1 mà. Đây là nhân 2 đúng không? Cộng với c nhân với n nhân 2 mũ cao. Được chưa? Mình ra là bằng tiếp này. Đúng không? Bây giờ đây này, ở chỗ này nhé, t mũ 2 mũ k thì là bằng 2 nhân với t mũ 2 k trừ 1, đây sẽ bằng là 2 bình phương nhân với t của 2 k trừ 2, đúng không nào? K trừ 2 cộng với 2 lần của thằng này này, c 2 k trừ 1 là của thằng này, xong cộng với c 2 mũ k. Cái này thì thằng kia. Mình sẽ viết lại chỗ này nhé. Viết lại nó sẽ bằng là viết lại là 2 mũ 2 nhân với t 2k trừ 2 cộng với chỗ này này. Đúng không? À, cộng với đây là c 2 mũ k. C 2 mũ k. Đúng không? Hai chỗ này này thì nó không phải là bằng c 2 mũ k đây, các bạn thấy đây là c 2 mũ 2 k 1. 2k trừ 1, 2, đây cũng lại đây là 2 mũ k. 2 mũ k, vậy nó bằng là 2 lần c 2 mũ k, vậy nó bằng là c nhân với 2 mũ k cộng 1. Đấy, ta suy ra một thức này nhá. Đó. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ làm tiếp này, nó sẽ bằng này. Bây giờ chúng ta khai triển cái chỗ này ra này. Khai triển này ra. Nó sẽ bằng là 2 mũ 2 nhân với đây là 2 mũ t 2 mũ k trừ 3 cộng với c nhân với 2 mũ k trừ 3 cộng với c 2 mũ k cộng 1. Chỗ này là chỉ là cái này, còn cái chỗ này là chỉ là cái trên này, cái chỗ này này chỉ là cái này. Đấy. Chúng ta mở vào cái này c bằng thì nó sẽ bằng này, đây là 2 mũ 2 là 2 mũ 3 nhân với t 2 mũ k trừ 3, đẹp luôn, 3, 3 đây rồi. Cộng chỗ này, cộng với đây vào đây, cộng đây vào đây là có phải sẽ bằng là c nhân với c nhân với gì? Hai k trừ một c hai k trừ ba ở đây đúng không? Vì những cái vào là c nhân với hai k trừ một hai mũ ba chờ tôi một chút nhé, cái này xem là cái gì ở đây nhé, đây này. Chỗ này thì nó là cái này đúng rồi này. Bây giờ chúng ta khai triển cái này ra, đây là 2 mũ 2 này, 2 mũ t 2k trừ 3 này cộng với c 2k trừ 3, đúng rồi nhé. Bây giờ ta mở ngoặc ra này, 2 mũ 3 này, đây 2, 2 mũ 3 này, đây t 2k trừ 3 này cộng với c ở đây 2 mũ k trừ 3, chỗ này là 2 mũ 2 thì là 2 mũ 2 mũ k trừ 1, 2 mũ k trừ 1 cộng với c 2 mũ k cộng 1. Và cứ như vậy chúng ta mở ra thì xong, hai này là cái gì, hai cái này gộp lại nó sẽ là gì, nó sẽ là c nhân với 2 mũ 2k. Đúng rồi. À không. Xong rồi là cái gì? Không, cái này đơn giản lắm mà, không có gì đâu. Chỗ này
xem nó làm có chuẩn xác không cái này đâu. Cái này đơn giản thôi mà, để cái này trên là hạn là c nhân 2k 2 mũ k trừ 2 sao đấy ạ? Chứ chưa chưa đến trừ 3 ạ. Chỗ nào? Ở chỗ này cái dòng thứ hai từ dưới lên là ở trong ngoặc là cộng c nhân 2k trừ 3 trừ 2 thôi. Hai đúng rồi, đây chỗ này đúng nhầm, phải con thấy là lạ chỗ này. Đây đúng không? Đây là 2k trừ 2. Đúng rồi, là thấy nó không tròn số. Và đây chính là k. Đấy. Chính là 2 mũ k. Đây nó tròn hơn này. 2 mũ k. Mà chỗ này này nó chính là chỗ này nó chính là mà 3 nhân với c 2 mũ k. Đấy, 2 mũ k. Cái lại tổng quát nhá. Và đây ta có này, đây ta có là đây ta có bằng lại thì chính xác hơn này. Thành ra nó tròn sống đúng là 2 mũ 3 nhân với t 2 mũ k trừ 3 là cộng với là 3c nhân với 2 mũ k. Đấy. Và đây chúng ta có thể thấy là có thể suy ra là tổng quát nó sẽ ra tổng quát là cái gì? Tổng quát là như sau nhé. Nó sẽ bằng này này. Tổng quát nó sẽ bằng là 2 mũ k nhân với t khi 3 là bằng k là bằng t1. Đấy. Cộng với k nhân với c nhân với 2 mũ k. Đấy. Ta tổng quát vì thế này nên là 3 mà 3 lên nó sẽ là k, đây nó sẽ là 1. Đấy. Và đây nó sẽ bằng này, nó sẽ bằng nhé. À, t1 là 1, 2 mũ k chính là n, đây nó sẽ bằng là n đúng không? N cộng với đây là n là c nhân với n. Nè. C nhân với n nhân với k, k chính là log n. Đấy, nó bằng cái này. Và chúng ta có công thức rất quan trọng là suy ra tổng quát mà nói là tn nó sắp xỉ nó sẽ nó bằng sắp xỉ bằng là n cộng với c nhân n log n. Và chúng ta có thể từ đó suy ra đây là trường đây trường n bằng 2k nhưng mà tổng quát chúng ta có thể suy ra được. Và chúng ta có thể suy ra cái này nó suy ra là tn nó sẽ bằng là ô lớn của n log n. Đấy. Này các bạn từ trên chúng ta suy được công thức này luôn nhé. Đấy. Tức là gì? Tức là chúng ta suy ra gì? Là cái thuật toán sắp xếp chọn của chúng ta nó sẽ gì? Nó sẽ có cái độ phức tạp là thấp hơn hẳn so với n bình phương. Cái này là thua hẳn n bình phương, nhanh hơn hẳn n bình phương. Thành không nào? Nhưng mà sắp xếp chọn là thuật toán mà nó có cái tốc độ nhanh hơn hẳn so với chèn, so sắp xếp chèn, sắp xếp chọn, sắp xếp nổi bọt. Và đây là đối với thuật toán sắp xếp cái dãy số mà dùng so sánh thì đây là cái tốc độ nhanh nhất có thể. Chính là n log n. Bạn thấy không nào? Nhá. Được rồi. Bây giờ cái đây thì tôi không mấy là bây giờ tôi muốn để cho các bạn này tôi sẽ dừng lại, tôi sẽ lập trình với các bạn cùng nhau lập trình cái bài. Xếp được nhé, cho nó khỏi đấy nhé. Bây giờ chúng ta cùng nhau lập trình này. Hôm sau chúng ta sẽ học tiếp tục các bài toán khác nữa hôm nay. Nhưng đây là cái bài toán mà đầu tiên mà là khó của cái thiết kế thuật toán là chi để trị. Và tôi muốn là chúng ta sẽ cùng nhau giải luôn cái toán này nhé. Đây, để chúng ta cùng nhau nhớ lại một chút và chúng ta cùng nhau làm cái bài này nhé. Đây. Nhưng các bạn cùng tôi chúng ta làm nhanh như vậy nhé. Nè, sắp xếp chọn này. Chúng ta làm trên Python. Và các bạn nhớ lại là chúng ta sẽ có hai cái thuật toán chính, hai cái hàm chính. Thì viết luôn rồi, các bạn rửa sách ra và cùng nhau viết theo tôi hoặc là thật là các bạn viết ra giấy cũng được nhé. Đây, thì đầu tiên là cái thuật toán là cái hàm là merge. Đồ vào là hai cái dãy B và C bất kỳ. Được chưa? Đây. Chúng ta cần nhớ lại là M chúng ta là bằng len của B nhé. Len của B này. Và N bằng len của C.
và chúng ta sẽ thiết setup các cái thông số là y y chạy trên dọc theo b, nhưng mà trong Python thì nó là không hết từ đầu, không phải từ một mà từ không nhớ. G chạy trên C, G là không, và K chạy trên A, K chạy trên A là không. Bảo tôi thiết lập A, A là một cái dãy, có thể từ đầu hoặc tùy gì các bạn làm ở đây nhé. A tức là đúng theo trong chương trình tôi đặt là cái một cái dãy, một cái dãy độ dài M cộng N, thì tôi đặt như này, A bằng dãy là không này nhân với M cộng N, được chưa? Đó. Thiết lập A là một dãy cho trước độ dài M cộng N. Đặt như vậy cho nó tiện nhé. Rồi thì đây là phần thiết lập ban đầu này. Nhắc lại là y chạy trên b này, g chạy trên c và k chạy trên a nhé. Ta bắt đầu này, chuyển nhớ lại từ đầu của chúng ta nhé. Y nhớ lại này, y nhỏ hơn m. Đấy, vì là y sẽ chạy từ 0 đến m trừ 1, cho nên là nhỏ bằng m là đủ. N g nhỏ hơn n đúng không? Và ta chạy nhé. Ở đây là if b g mà nhỏ hơn c g, nhớ lại một chút nhé, thì ta đưa cái b vào trước, ta chạy theo b và c, ta là phần tử đầu tiên của b lớn nhỏ hơn c, ta đưa b vào a, ngược lại cho đưa c vào a, thì là đây đặt là a k bằng b i nhé. Và tôi tăng y lên một đơn vị. Ngược lại thì tôi chèn cái c vào, đưa c vào, tăng y lên một đơn vị. Đây tôi tăng cao lên một đơn vị. Đây chính là cái vòng lọc đầu tiên đây. Nhắc lại nhé, lại như các bạn vòng lọc đầu tiên này. Đây, tôi trộn hai cái BC vào nhau, kết quả sẽ trả lời là A đây nhé. Thì tôi chạy này, cho y chạy dọc theo B này, y chạy dọc theo C này, thì không chạy đi, không này không chạy đi nhé. Nếu B y mà nhỏ hơn C g, tôi đưa B vào A, tăng chạy tăng y lên. Còn nếu g mà nếu B B g y mà lớn hơn C g, tôi đưa C vào A và tăng g lên, và luôn tăng K lên một. Thì hết vòng lọc này thì là hoặc là y lớn hơn hoặc bằng m, hoặc là y lớn bằng n. Đây. If này, if mà hết y vòng lọc b là hết, nếu y mà lớn hơn hoặc bằng m thì tôi chạy tiếp g, y g nhỏ hơn n. Cái này nó chức năng cũng thiếu rồi. 1 2 3 4 rồi. Yeah. Nếu mà g nhỏ này tôi tiếp tục tôi đưa vào đây là k bằng c g, tăng g lên một đơn vị và tăng k lên một đơn vị. Else chỗ này này, đây chỗ này, ở chỗ này là chỗ này tôi viết cho dễ hiểu nhé. Chỗ này là gì? Ở đây là đã duyệt hết. Hết B. Còn ở chỗ này là ngược lại chỗ này này. Else. Else chỗ này là đã duyệt hết. Đã duyệt. Hết C. Thì làm gì? Thì là y thì nó chuyển hết dưới c, tôi tự duyệt lại trên b, y y nhỏ hơn m đúng không? Đưa a k bằng b b y, tăng y lên một đơn vị, duyệt trên b và tăng k lên một đơn vị. Một rồi, và cuối cùng ở đây là gì? Return à. Đấy. Vậy đây là hết cái hàm đầu tiên, là cái hàm trộn. Giả sử B và C là hai dãy số đã được sắp xếp rồi,
tôi trộn lại thành dãy A của được sắp xếp dựa trên B và C. Chúng ta sẽ duyệt một lần ở trên B và trên C. Thì hàm này nó có cái độ phức tạp là kính kính, độ dài của M cộng N. Nhé. Đấy. Còn chúng ta sang cái hàm chính này. Đây, hàm chính đây là sắp xếp trộn đây. Tức hiệu là merge sort. Nhé. Đây chỉ là A thôi. Rồi, chúng ta nhớ lại cái hàm merge rất, rất đơn giản như sau. Bây giờ if này, if len của A mà bằng 1 thì tôi return A luôn nhé. Và ngược lại tôi mới làm tiếp nhé. Đây này, ngược lại đây này. Thậm chí tôi có thể làm luôn nhưng không cần thiết phải ấy nữa, làm cho nó nhanh nhé. Để cho nó nhanh này tôi viết là B này nhé. B tôi bằng này, B bằng merge sort gọi để quy này, đúng không? Gọi để quy này A này, A là lấy từ 0, từ 0 cho đến K. K chính là gì? K chính bằng là len của A, len của A chia 2. Đấy. Đấy. Chính là cái dạng này, đây chính là lấy nửa đầu đi, nửa đầu từ 0 cho đến len A chia 2 đây, đúng không? C là để quy merge sort để quy nửa cuối là A, đúng không? A chạy từ đâu? Chạy từ len A chia 2 cho đến cuối, cho đến len A, len A, đúng không? Thậm chí tôi có thể bỏ em vẫn hiểu. Chỗ này các bạn thấy không? Chỗ không này có thể bỏ đi này, vì trong Python thì không cần nữa. Đấy, đây là mày vẫn hiểu. Chỗ này hiểu là chạy từ 0 cho đến len A chia 2. Còn đây là chạy từ 0 cho đến len A. Đúng. Len A chuyến cuối này. Đấy. Được chưa? Đấy, biết thế nhé. Và cuối cùng tôi làm return merge B, C. Vậy là xong cái hàm merge. Bây giờ tôi kiểm tra đúng không nhé. Bây giờ tôi phải kiểm tra thử đây. Đây là trình chính nhé. Trình chính này. Đặt hàm bằng cho giới bất kỳ đi nhé. 2, 3, 1, 10, trừ 3, trừ 5. 0, 20, 9, 8, 2. Ví dụ thế nhé. Xong tôi gọi cái hàm ấy thôi. Tôi print an ra cho cảm nhận biết là trước khi chạy thì nó như thế này. Sau tôi gọi cái hàm merge sort. Và tôi print an. Bạn có nhìn tiếng Anh không? Vì chạy thử hiểu được không nhá? Thử giống chính xác không? Nó lỗi nên phải sửa. Nào chạy thử với tôi đi lại đã. Này trong cái này hôm nay chúng ta là cái bài số 8 đúng không? Bài số 8. Sắp xếp nào chạy thử nhé, xem đúng không nào, để xem đúng hay sai, có lỗi không, thế nào có lỗi đấy, nào kiểm tra đi. Không đúng rồi này, vẫn như cũ, không thay đổi đúng không? Đấy, vậy chúng ta thấy nó sai, chúng ta tự kiểm tra sai ở đâu nhé. Merge sort. Xin lỗi. Tôi phải đặt ra là B. Tôi chưa gọi đúng không ạ?
Thầy chưa gọi mớt kia đúng không ạ? Đúng, 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 đúng. Đây nó phải là nó trả lại mà đây phải là B nhé. Thử xem. Đúng chưa? 5 này trừ 3 này. 0, 1, 2, 3, 8, 9, 10, 20. Đúng rồi đấy. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nhé. Bây giờ chúng ta có thể ra đây tôi không kịp làm nhưng mà tôi viết cho các bạn nhanh một cái chương trình, chúng ta sẽ test thử cái thời gian nhé. Xin thử thời gian. Hết thời gian mất rồi. Tôi làm thời gian cho các bạn xem này. Bây giờ như sau nhé. Đây đây tôi làm nhanh cho các bạn thấy nè. Tôi sẽ dùng cái from time import import dùng cái hàm này nhé. Hàm này là cái hàm tính đi tính ra rất 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 là thuận tiện. Thì về như sau nhé, đây là tôi làm lại cái bài này này, tôi xin lại cái bài này nhé. Tôi xin sẽ thêm một hàm nữa đi, thêm cái hàm nữa là hàm ren in. Rồi bây giờ đây tôi làm như sau này, tôi xin cái này mà tôi xin như này. Thế bỏ cái phần này đi nhé. Thì sau này tôi đặt n này, n tôi đặt vào làm số khá lớn này. Bao nhiêu đây? Đặt lên 10 triệu nhé. 1 này. Đây là 10 triệu chưa? 10 triệu nhé. Đặt 1 triệu trước đây nhé. A bằng for I in range n a range, bổ sung vào a là gì, là cái hàm in này, in ren in in đúng không, in từ thì 1.000 lên 1.000 nhé, cho nó thế cho nó ấy thôi nhé. Để nhìn này, 1 triệu phần tử hơi bị kinh đấy đúng không. Rồi 1 triệu phần tử ở đây còn rồi sau đó tôi sọc mà không tôi còn in, không còn in đâu, tính thời gian thôi nhé. Đây tôi dùng đây là T1 bằng performance count in, xong tôi tính T2 bằng print thời gian, là sót được bao nhiêu nhé. T2 chia T1 đấy. Vậy tôi đây là chỗ này là tôi tính này, đây chỗ này tôi sinh, đây là chỗ này sinh a là ngẫu nhiên này, và chỗ này tôi tính này thì tôi để cho a cho n n là một ngàn từ xem là bao nhiêu thời gian nhé. Ren in lỗi gì nhỉ, import ren à, xin lỗi nên không có ở đây. Rồi nha các bạn này, from ren cảm thấy nó nằm ở cái module random cơ nhé. Và chúng ta cần hai cái hàm, hàm ren in để chúng ta sinh ngẫu nhiên cái dãy a là ngẫu nhiên ở đây, còn hàm hàm performance counter để dùng để tính thời gian. Tính thử xem này. Tức là với đường bằng 1.000 thì nó là 0.01 thời gian, nghĩa là 1.000 nhé, 1 triệu, nghĩa là 1 triệu. Lâu nhé, 1.000 là rất nhanh nhưng 1 triệu là lâu đấy nhé. Cái này các bạn phải làm tiếp nhé. Tôi dừng lại vì tôi hết thời gian, bây giờ tôi sẽ để lại là 10.000 sẽ nhanh hơn nhé.
10.000 là 10.000 là 0,17 giây. Tức là 100.000 này. 100.000. Lâu rồi đấy nhé. Ok này các bạn mình làm tiếp tục nhé. 100.000 mới là 1 giây 6 nhé. Nhưng mà sao 1 triệu lâu thế nhỉ? Được rồi, như vậy là chúng ta coi như là hoàn thành một cái bài đầu tiên nhé. Ngày hôm nay cái bài hôm nay là cái chương đó về mà về cái gọi là cái kỹ thuật chi để chị làm kỹ thuật đầu tiên mà chúng ta học mà là khó nhé. Thì buổi sau chúng ta sẽ tiếp tục học thêm một bài nữa để chúng ta luyện cho cái phần này nhé. Được chưa? Thôi chúng ta nghỉ nhé. Thì hết giờ mất rồi nhé. Vâng ạ, em chào thầy ạ. Em chào thầy ạ. Chào thầy. Vâng, em chào thầy.